giáo nào trong hội thánh của Chúa như như ông Tích trong thơ của Phaolô viết cho Tích thì khuyên Tích đó là nói chuyện với những người này mà nếu mà không được đó thì đẩy lui họ ra khỏi hội thánh của Chúa, bởi vì họ đang giảng những cái tà giáo vào trong hội thánh của Chúa. Trong Tích đoạn 3 câu 9 câu 10 đó thì nói đến cái phương cách mà hội thánh của Chúa trải qua, mà hội mà những người lãnh đạo hội thánh của Chúa cần phải giúp đỡ hội thánh của Chúa. Nói rằng nhưng hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột và những vấn đề gia phả. Đoạn 3 câu 9 câu 10, những bất hòa và những tranh luận về luật pháp, vì những điều này vô ích chẳng có giá trị sau khi đã khiển trách kẻ gây bè phái. Trong cái nguyên bản đó, gây bè phái cũng là những người dạy những cái tà giáo, một đôi lần thì hãy lánh xa họ, vì con biết rằng những kẻ cứ lầm lạc và phạm tội như thế thì đã được tự kết án mình rồi. Cho nên Chúa nói là hãy ăn năn, hãy đừng có thỏa hiệp, phải có cái sự dứt khoát với lại tội lỗi, với lại những cái giáo lý đi ngược với lời Chúa. Nếu không ta sẽ đến nhanh chóng với con, đến với hội thánh của Chúa và Chúa sẽ giải quyết. Cho nên là Chúa giao cái trách nhiệm đó để cho những người lãnh đạo thánh giải quyết cái vấn đề có những cái tà giáo, có những cái hành động tội lỗi xen vào hội thánh của Chúa, phải dứt khoát. Và Chúa nói là hãy ăn năn, hãy quay, hãy có suy nghĩ, đừng có thỏa hiệp, đừng có dễ dãi với những người đã khiến cho nhiều người xa cách Chúa, đã đi lầm lạc, và dùng thanh gươm từ miệng cha ta mà ra giao chiến với Chúa. Rồi tiếp theo một cái đặc điểm nữa trong cái lá thơ đó thì là Chúa có cái lời khuyên, phải không? Lời khuyên là ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Tất cả 7 hội thánh đều có cái câu này hết, có cái câu là giới thiệu Chúa Giêsu là ai, nhưng thường thường là những cái lời khen ta biết các việc làm. Trong tất cả các 7 hội thánh thì đều có cái câu ta biết các việc làm. Ở hội thánh Việt Nam thì ta biết nơi con ở, còn cái việc làm là giữ vững đức tin đó thì vân vân. Thì Chúa thêm một cái chỗ là nơi, bởi vì cái nơi đó có đặc điểm đặc biệt là cái ngai của Satan đó. Rồi cái lời khuyên là người nào thắng ta sẽ ban cho mana đang giấu kín, ta sẽ, và quý bà cho em để ý, ai có tai hãy nghe Thánh Linh phán với các hội thánh. Có nghĩa là một cái thơ được cái sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh với một hội thánh thì là coi như là sự nhắc nhở đến với các hội thánh. Cho nên điều này dạy dỗ cho chúng ta là chúng ta đọc lời Chúa để nghe những cái lời dạy dỗ của hội thánh và áp dụng vào trong hội thánh của chúng ta cũng như cá nhân của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta nghe tất cả những lời Chúa dạy dỗ, và qua lịch sử chúng ta học hỏi về Chúa đã làm gì với hội thánh của Chúa đó để rút ra các bài học cho chính chúng ta. Tức là Chúa có những bài học cho hội thánh của Chúa qua lời của Chúa và qua những cái lịch sử của hội thánh của Đức Chúa Trời, để chúng ta dùng cái điều đó để mà học hỏi. Cho nên chúng ta thấy là mỗi cái chỗ đều chúng ta, mỗi hội thánh đều có 7 cái đặc tính này. Chúng ta thấy là số 6, nhưng mà cái đầu tiên đó là nói về cái dài thiên sứ của hội thánh, thì nó là cái người nhận cái bức thơ và nói lại với hội thánh của Chúa sứ điệp. Thiên sứ là cái người rao cái sứ điệp, và Chúa đã viết cho thiên sứ để thiên sứ rao cái sứ điệp đó. Cho nên chúng ta thấy cái lời khuyên, và cuối cùng buổi sáng hôm nay xin Chúa dạy dỗ chúng ta. Điều chúng ta học được trong cái này để ôn lại thì chúng ta, thứ nhất là qua cái hội thánh ở tại Việt Nam, xin Chúa giúp cho chúng ta có lòng trung tín, giữ vững đức tin, và có thể trả giá, có thể mất việc làm bởi vì chúng ta không thỏa hiệp với những việc làm mà đi ngược với lời của Chúa. Có thể chúng ta mất cái tình bạn bởi vì cái người đó mời chúng ta tham dự vào những cái điều mà ngược lại với lời của Chúa, những cái điều vân vân. Chúng ta có thể trả giá bằng chính mạng sống, bằng chính cái mối liên hệ, có thể bằng chính cái công việc làm của chúng ta. Tuyệt đối không thỏa hiệp với Satan, những sự dạy dỗ của tà giáo, những thuyết đi sai kinh thánh.
chúng ta phải nắm vững lời của Chúa, vì bởi vì phần lớn các tà giáo dựa vào lời của Chúa và họ bẻ chút xíu để mà theo cái đáp ứng cái nhu cầu của họ. Bảo vệ công dân của Chúa là hội thánh của Chúa, là những người chúng ta có trách nhiệm, bởi vì hội thánh là thân thể của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người là chi thể và Chúa giao cho mỗi chúng ta đều có cái ân tứ thuộc linh, và chúng ta phải thi hành, thực hành cái ân tứ thuộc linh đó để gây dựng thân thể của Đức Chúa Trời. Cho nên hội thánh là một cái cộng đồng. Chúng ta có cái thời giờ riêng tư với Chúa, nhưng mà chúng ta cũng có cái thời giờ để thờ phượng chung với nhau và gây dựng đức tin cho nhau. Sau cái trong khi chúng ta thờ phượng thì các anh chị em có những người đang sử dụng cái ân tứ đó bằng đàn, bằng hát, bằng mục sư giảng dạy, vân vân. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta đang làm cái công tác đó, và khi chúng ta vào trong những lớp trường chủ nhật thì chúng ta cũng đang gây dựng đức tin cho nhau. Những người được ơn dạy dỗ, những người được ơn đóng góp, vân vân, là chúng ta đang gây dựng đức tin cho nhau, bảo vệ, dùng lời Chúa để bảo vệ công dân của Chúa về tính lý. Cho nên hội thánh của Chúa phải đặt cái kinh thánh làm nền tảng cho là cái thẩm quyền của đức tin của chúng ta. Lắng nghe sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và học hỏi những điều Ngài đã dạy, không chỉ riêng cho hội thánh của Chúa trong cái thời đó và hội thánh của mình, nhưng mà chúng ta cũng học những bài học mà Chúa đã dạy các hội thánh khác trong thời đại chúng ta qua lịch sử hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì tôi có cơ hội để học những cái lịch sử hội thánh của Chúa, thì có những cái điều mà hội thánh của chúng ta thấy khác các hội thánh khác, có những cái khác, có những cái sinh hoạt khác hay những cái điều khác, nhưng mà Chúa cũng dùng có những cái hội thánh vì hội thánh truyền thống thiếu cái điều này, cho nên Chúa dùng cái hội thánh để nhắc nhở cái điều đó, và họ nhấn mạnh một cái điều nào đó, cho nên chúng ta thấy họ khác biệt với chúng ta, và có nhiều khi chúng ta không khéo và cho họ đó là tà giáo, nhưng mà thật sự họ nhấn mạnh một cái điều gì mà hội thánh của Chúa đang thiếu. Thí dụ như vấn đề cầu nguyện chữa bệnh, hay là đối diện với tuổi tà linh đó, có nhiều hội thánh không dám vào trong cái chiến trường đó, thì có những hội thánh Chúa cho rất là mạnh mẽ để làm những cái điều đó. Tuy nhiên nó đều phải đặt trên nền tảng lời của Chúa, và chúng ta đó là những điều mà chúng ta học, những điều mà Chúa dạy dỗ các hội thánh khác trong các thời đại qua thời đại của chúng ta và trong lịch sử hội thánh của Chúa. Cho nên xin Chúa dùng cái bài học của sáng hôm nay, những điều mà Chúa đã khen chúng ta có những điều đó hay không, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta học hỏi, và cảm ơn Chúa chúng ta có những điều đó. Có những điều gì mà Chúa trách chúng ta, xin chúng ta hãy để ý ăn năn quay trở lại với Chúa. Và cái lời hứa của Chúa trong cái này là Chúa cho chúng ta có viên mana trong cái kinh thánh, đó là mana đến từ trời thì ăn là có thể đói, nhưng mà mana là Chúa Giêsu đó, thì có thể đây là nói đến là chính Chúa Giêsu sẽ giao ban cho chính mình Ngài cho chúng ta, và cái tên của Chúa đặt ở trong cái viên sỏi là tên mà Chúa đã ghi chúng ta vào trong sách sự sống. Xin mời quý bạn trên chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này, chúng ta để với Chúa, xin để chúng ta có thời gian đặc biệt mỗi người chúng ta đến với Chúa, xin Chúa dạy dỗ chúng ta qua các bài học của chúng ta học buổi sáng hôm nay, có những điều gì mà Chúa đã dạy dỗ, xin chúng ta có thể dâng lên Chúa là cảm ơn, và có những điều gì Chúa nhắc nhở chúng ta, xin chúng ta có những cái quyết tâm để thay đổi, để ăn năn. Cái đây đây Chúa nói là phải ăn năn, Chúa dùng cái chữ ăn năn này đến với nhiều hội thánh, trong 7 hội thánh thì hầu như là tất cả các hội thánh đều có những lời Chúa nói là ăn năn, ngoại trừ một hội thánh mà Chúa có những lời khen tặng. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta, mọi người chúng ta, và cũng cảm ơn Chúa vì những lời hứa Chúa Giêsu là ai, Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng sẽ giúp cho hội thánh của chúng ta và chính chúng ta được chiến thắng, và những người nào giữ đức tin cho đến cuối cùng, tức là chúng ta tin cậy Chúa
và cái chìa khóa để chúng ta có sự đắc thắng là chúng ta vâng lời Chúa, đức tin vâng lời, tin cậy vâng lời. Như bài hát chúng ta hát buổi sáng hôm nay cũng là cái điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta sẽ thắng cuối cùng, sẽ đắc thắng. Cái lời Chúa là cha giáo của chúng con, cảm ơn Chúa vì thì giờ vừa qua chúng con được suy cảm đến lá thư mà Chúa viết cho hội thánh của Chúa tại Bẹt Găm, là nơi họ phải ở trong một cái chỗ là hai cái sắp tăng bị nhiều cái áp lực tà thần tôn giáo xung quanh, những cái sinh hoạt xung quanh mà con cái của Chúa phải sống chung đụng với những cái sinh hoạt đó, và có nhiều người đã rớt, có nhiều người đã đi theo, và những cái tà giáo cũng đã xen vào hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa nhắc nhở chúng con để ngày hôm nay chúng con có thể áp dụng trong đời sống ngày hôm nay, có những cái chỗ có thể chúng con không ở những chỗ đó, nhưng mình là thánh ở những nơi tội lỗi như San Francisco hay là Las Vegas, hay là những nơi mà những cái sinh hoạt xung quanh và những cái áp lực của thế gian, và con cái Chúa sống ở trong những cái thành phố đó phải đương đầu. Xin Chúa ngài cho chúng con học bài học này để sau này có thể chúng con đi đến những cái nơi Chúa muốn dùng chúng con như là ánh sáng của đất và muối của thế gian, để thay vì chúng con bị ảnh hưởng những cái điều đó ảnh hưởng chúng con, nhưng mà chúng con là sứ giả mà Chúa sai đến để ảnh hưởng những người khác. Xin Chúa cho chúng con được mạnh mẽ vững vàng, được khích lệ, bởi vì Chúa hứa với chúng con Chúa sẽ ban chính bên ngài cho chúng con, và tên của chúng con được ghi vào trong sách sự sống. Chúng con cảm ơn ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Xin mời quý bạn chị em tỏ về cho đời chúng ta tạm biệt Chúa và sự công hiến.